Giáo dục địa phương 6 tuần này, cô và các em sẽ tìm hiểu về một số nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban Nhân dân quận 11. Các em sinh sống và học tập ở quận 11. Vậy các em có biết chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 11 là ai không? Hay trưởng phòng và phó phòng giáo dục đào tạo của quận 11 là những ai? Thì cô xin giới thiệu với các em, chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 11 của chúng ta đó là ông Trần Phi Long. Và quận 11 chúng ta có 3 phó chủ tịch đó là ông Trần Thúc Chương, ông Nguyễn Trần Bình và bà Trần Thị Bích Trâm. Sau đây chính là một vài hình ảnh của chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 11 của chúng ta. Thì hình đầu tiên đó chính là ông Trần Phi Long, chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 11 của chúng ta. Và ba hình ở phía dưới thì lần lượt chính là ba phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 11, gồm có ông Trần Thúc Chương, ông Nguyễn Trần Bình và bà Trần Thị Bích Trâm. Và trực tiếp quản lý cô trò chúng ta đó là phòng giáo dục và đào tạo. Thì trưởng phòng phòng giáo dục đào tạo quận 11 chúng ta đó là thầy Nguyễn Trọng Hiếu. Và có 3 phó trưởng phòng đó là cô Nguyễn Đinh Thụy Đỗ Uyên, thầy Võ Minh Tuấn Kiệt và cô Nguyễn Thị Ngọc Đoan. Và trong đây thì thầy Võ Minh Tuấn Kiệt là quản lý trực tiếp cấp trung học cơ sở của chúng ta ha các em. Cô xin giới thiệu với các em, hình đầu tiên ở góc bìa phải đó chính là thầy Nguyễn Trọng Hiếu, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận 11 của chúng ta. Và hình ảnh bên dưới đó là thầy Võ Minh Tuấn Kiệt, phó phòng giáo dục đào tạo quận 11, quản lý trực tiếp cấp trung học cơ sở của chúng ta. Vừa qua, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đó là ông Lê Hòa Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc duyệt các nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban Nhân dân quận 11. Thì đó là những nội dung gì? Cô và các em sẽ lần lượt tìm hiểu nhé. Nội dung đầu tiên đó là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của quận 11. Thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 11 đó là ông Nguyễn Trần Bình cho biết, trong bối cảnh tình hình chung có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, mà đặc biệt là đại dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo quận 11 đã phấn đấu nỗ lực đoàn kết, choàng gánh công việc, quan tâm công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên báo cáo và kiến nghị lên thành phố để xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tranh thủ sự hỗ trợ của các sở ngành thành phố. Và kết quả đó là năm 2020, quận 11 đã cơ bản đạt được 10 trên 12 chỉ tiêu đề ra, chỉ còn 2 chỉ tiêu chưa đạt do những nguyên nhân hạn chế khác nhau. Và nội dung tiếp theo đó là quận 11 đề ra những chỉ tiêu thực hiện trong năm 2021. Thì các em có biết năm 2021 chủ đề năm của thành phố của chúng ta là gì không? Thì năm 2021 chủ đề năm của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư. Thì quận 11 đã đề ra 12 chỉ tiêu, chủ yếu đó là giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng từ 4% trở lên so với năm 2020.
Doanh thu thương mại dịch vụ tăng từ 15% trở lên so với năm 2020. Hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được thành phố giao trong năm 2021 đó là 1.071 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo quy định. Phấn đấu tăng diện tích đất cây xanh đô thị và diện tích nhà ở bình quân đầu người hàng năm. Đảm bảo đến cuối năm 2025, diện tích đất cây xanh đô thị tăng thêm 0,3 m² một người. Năm 2020 là 1,6 m² một người. Và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 22,5 m² một người, trong khi năm 2020 là 20 m² một người. Bên cạnh đó thì Ủy ban Nhân dân quận 11 cũng đề xuất một vài kiến nghị với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 11 ông Nguyễn Trường Bình đã thay mặt lãnh đạo quận 11 đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét giải quyết các khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn quận 11. Cụ thể như sau. Thứ nhất, đó là kiến nghị với Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân quận 11 thực hiện việc lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư hai dự án xây dựng trường mầm non phường 4 và cải tạo mở rộng nút giao thông Ông Ích Khiêm, Bình Thới, Lãnh Binh Thăng. Và kiến nghị với Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân quận 11 thực hiện việc lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai Đầm Sen quận 11. Và quận cũng kiến nghị thành phố tiếp tục bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho 3 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Đó là xây dựng mới trường phổ thông trung học khu trường đua Phú Thọ, xây dựng công viên khu trường đua Phú Thọ, khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên và xây dựng mới trường tiểu học Phạm Văn Hai trong năm 2021. Và giao Ủy ban Nhân dân quận 11 thực hiện việc lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng đường Lạc Long Quân, đoạn từ Bình Thới đến Tân Hóa, cải tạo mở rộng đường Nguyễn Nhân Phú ra đường Hòa Bình. Đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông thoát nước khu trường đua Phú Thọ để triển khai đồng bộ các dự án tại đây, đồng thời phát triển hệ thống giao thông cho quận 11. Sau khi lắng nghe, đánh giá, triển khai nhiệm vụ năm 2021 cũng như những cái đề xuất kiến nghị của Ủy ban Nhân dân quận 11 thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ông Lê Hòa Bình đã có phát biểu kết luận buổi làm việc như sau. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ông Lê Hòa Bình thống nhất với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 đã đề ra của quận 11. Và ông cho biết, năm 2021 và năm sau, thành phố Hồ Chí Minh tập trung điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố. Đây là bài toán rất quan trọng cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm tới, trong đó có quận 11. Do vậy, quận 11 cần phải xác định rõ những thế mạnh để tập trung rà soát và đề xuất thành phố điều chỉnh quy hoạch phát triển theo những thế mạnh đó. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ông Lê Hòa Bình cũng yêu cầu quận 11 tập trung triển khai các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2021 của thành phố, năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đối với những khó khăn vướng mắc của quận 11,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ông Lê Hòa Bình cho biết sẽ tổ chức các cuộc họp để xem xét giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của quận và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Hy vọng rằng quận 11 chúng ta sẽ đạt được những nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra trong năm 2021 và Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ giải quyết những kiến nghị của Ủy ban Nhân dân quận 11 có sự hỗ trợ kịp thời để quận 11 chúng ta hoàn thành tốt các chỉ tiêu dự án, giúp cho quận 11 chúng ta ngày càng phát triển hơn về kinh tế, xã hội và qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Về nhà, các em hãy trả lời giùm cô 4 câu hỏi sau đây. Thứ nhất, hãy cho cô biết chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 11 cũng như trưởng phòng và phó phòng giáo dục đào tạo quận 11 gồm có những ai? Câu thứ hai, năm 2020 quận 11 đã đạt được mấy chỉ tiêu đề ra? Còn năm 2021 quận 11 lại tiếp tục đề ra bao nhiêu chỉ tiêu phải thực hiện nữa? Câu thứ ba, chủ đề năm 2021 của thành phố Hồ Chí Minh là gì? Và câu thứ tư, các em quan tâm nhất vấn đề nào hay dự án nào sẽ thực hiện ở quận 11? Tiết học giáo dục địa phương 6 tuần này của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau nhé.